chị bé nghe chuyện vui nè. Thấy ông đó đó, ông nói á, mình á thành công á, mấy người đàn ông mà thành công á, lấy được người vợ tốt á là đã thành công được 50% rồi. Cho nên là muốn trọn vẹn, muốn 100% á thì phải lấy hai vợ. 100%, đúng không? Đúng không? Chúc các bạn mã đá thành công. Mà mẹ ông phải mới đi. Không, có ở đâu không? Làm vậy mẹ ông có ông lấy được là ở đâu hai vợ ông ta? Có. Một bà là muốn chết rồi. Nhớ rằng có người thích tới mày. Có hả? Người thích bốn vợ đó kìa. Ồ vậy hả? Hình như có nước nào nó cho đó nha. Người thích bốn vợ. Kim Ngân. Phải không? Nên là buồn. Vô ok không? Uống gì không? Mình đứng của bà nha. Nghe nói ăn uống là được, cho nó đi phải áo dằn dằn thôi đầu, cái giấy là thôi, ba cái đó là chọn một. Giờ đi làm răng không? Không, cái giấy không? Cái giấy được tiện. Thôi cởi áo giặt cơ. Thôi giờ làm sao để cho cởi áo giặt, nói cho một tiếng đi. Cởi áo là chuyện nhỏ nhất á. Bây giờ sao nói đi. Cởi cái giấy mà không chịu rồi sao mà được. Bây giờ cởi áo mình đi giặt ủi, xong mình đi chơi vòng về cái mình lại lấy áo. Đúng rồi, có áo bạc đèn. Được không? Nha, chuyện nhỏ đó. Được không? Không chịu à? Tại sao? Nói gì ba nghe thử đi. Tại sao? Nói thử đi. Tại thích áo này hả? Áo này ai cho, nói gì ba nghe thôi. Ai cho? Thì cái áo này bận lâu rồi, thấy hoài nha. Thì thích đó mà. Lâu rồi, ngồi tôi mới vào tuần thích cái áo này rồi. Ừ, tại thích mà. Áo xịn người ta, bộ áo da xịn người ta chứ bộ. Áo xịn nó biết áo đẹp, áo đẹp thích áo đẹp. Áo thì ai gì ba cũng có cái áo da giống này, ba lấy ra cho anh nha. Chưa, hiểu không? Hiểu không? Thay áo, bây giờ không thay áo thôi, đóng cửa đi về, khỏi khỏi ngồi đây nữa. Đó, giờ phải vậy thôi quá. Đi về cơ mà. Đó, đây. Giờ muốn đi về không? Không luôn. Vậy giờ đi thay áo đi. Không luôn. Cái áo mới tinh mà mà áo gì ba mua mới quá trời. Vì ba đi giặt thôi mà, vì ba đâu có lấy. Ai lại giặt liền. Chút đi ăn chè vậy ba đâu có lấy của Kim Ngân đâu. Chạy đi ăn chè vậy có áo mới này. Ừ. Mình đi giặt ủi, tay tháo ra tay giặt cho mình xong mình đi chơi mình hoành lại là mình lấy rồi. Phải không? Đâu có lâu đâu. Rồi Kim Ngân vẫn mặc vô lại. Mà nó sạch sẽ, nó thơm nữa. Nhá. Nha. Nha. Lời ba đi, ba thương. Đi, đi lời đi. Nha. Đi. Anh đi một rồi. Không, thôi ba buồn quá, ba đóng cửa về ngủ. Ba buồn quá. Trời này sao buồn ngủ quá, bữa nay mưa thấy sao quá. Nó hỏng như quá. Ừ, nó hỏng như quá. Nghe là nó mưa mà có mưa đâu. Vậy hả? Nghe tiếng ai nói bữa nay. Ồ, định lên sao có đổi cái đâu dài lại mới mua hả? Order. Đi. Đi chạy luôn Kim. Nè bé mới order. Đâu? Mà nó hơi rộng, đẹp không bé? Đâu? Cũng bị đi son nè. Ờ, đẹp. Đẹp không? Đẹp, trời ơi, Kim Ngân ơi. Đẹp không? Wow, mà hơi rộng. Ờ. Black Friday sale chị. Phải không? Trăm mấy còn mấy chục à. Ờ, để vậy đó. Đẹp, đẹp ghê không? Mà mang bây giờ mình đẹp nè. Đẹp không? Ừ. Thì để đi show đó. Đúng rồi, Kim Ngân mang vừa. Bác nghe thử đó. Thì bác thử. Có Kim Ngân vừa không? Ngân chắc chắn quá. Ừ. 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 Ôm mặt hình Kim chút sao? Không, Ngân bằng em. À, em dẫn Kim Ngân đi như vậy nè. Kim Ngân em bằng số 7 luôn hả? À, này 7 rưỡi nên em phải lên đầu số 7. Đẹp quá chị. Lên đầu số 7. Con đi vô mà phải mua cái giày giống chị. Đó, đẹp không? Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp quá. Wow, đẹp đấy. Đẹp ha. Beautiful. Ve trên này. Kim Ngân đeo thử là đẹp không? Đẹp lắm. Ngân mang đó, không mang. Mua dài đẹp lên chứ sao không mang, không mang dài cao phải không, mang dài thấp thôi. Ừ, Kim Ngân có này lên cũng dùng mình cũng hay rồi. Này cũng đẹp rồi. Ừ, có đẹp này đó. Cũng đẹp rồi, không cần. Bây giờ Kim Ngân chỉ đổi cái áo khoác thôi. Ừ, áo khoác mới đi mình phải đầu mới lên được. Mang lại lần nữa, mang hai cái luôn không? Mang cái đứng dậy qua đi lại chân mình đi biểu diễn thời trang luôn. Ừ, đi biểu diễn luôn đi chứ. Không, hình như hơi rộng vậy đó. Thì 7.5 là rộng mày rồi. Rộng rồi. Tôi mang số 7 đi đổi. Đi đổi số 7. Mang hoài đâu phải mang bữa đâu Kim. Thôi đi đổi số 7 chị ơi. Ừ, đi đổi số 7 đi. Tại vì đi. 7.5 hơi rộng chị ơi. Rộng rồi. Thôi đi đổi. Số 7 cho mình số 7 coi. Ngày nào mang ngày nấy mà mong rộng quá cũng được mà chặt cũng được. Chặt mang bao giờ. Đi đổi thôi. Rộng quá đi gặp qua lật lại hoài. Lật cái dạng này té mà bỏ mày luôn. Đó. Cái này có giữ lại mà không té. Ừ. Mà rộng quá mình phải đi đổi, nó không có rồi. Không biết sao đây. Mình không cần mua đồ khác.
nhà thôi mà không. Ừ mà em thích tông màu này. Thấy không, cái màu ghê không? Màu đẹp. Mẹ biết sao mình mang với lại mấy cái đôi mà cao cao á. Chưa, chưa sẵn đi show. Chuẩn bị đi show. Đó, sẵn đó. Ồ tối đi chơi vui lắm. Chơi nhảy chỗ sinh nhật anh bút bỏ. Ừ. Ồ đông vui quá trời luôn. Lát mình đi đổi này đi. Ừ. Ha, ta đi đổi này xài xe về nha. Đây, let's go. Đây. Đi không? Đi không bây giờ phải trước mắt là mình phải đi đi giặt dạ, áo. Mình dạ, đi áo quá, đi còn muốn không thì bằng áo mới, bằng áo này phải chứ. Đúng rồi. Rồi bây giờ nha. Tôi đó lên từ gấu một bằng áo này phải sạch sẽ. Đổi áo đi nha. Giặt đồ đẹp lắm đó. Áo này giặt đẹp lắm kìa. Hả? Áo này giặt đẹp. Ừ, áo này giặt được thôi. Giặt tao ủi lại đó. Giặt tao ủi lại mà. Nha. Giặt xong rồi mình quay lại mình lấy. Hả? Kim Ngân đâu giặt được nè nha. Ai ai giặt rồi cho Kim Ngân nha. Kim Ngân tự giặt hả? Hay có người giặt? Kim Ngân tự giặt hả? Biết giặt không hay đem ra đây gì ba giặt chưa? Ba có máy giặt đây nè. Muốn không nè, lột ra ba giặt đây luôn. Ra có cái máy đây nè. Muốn không? Khỏi cần đem đi ta mình giặt đây luôn. Chịu hả? Chịu, chịu giặt đây bé. Ờ, đừng con này. Chịu giặt đây. Rồi ok, lột ra thì ba giặt máy đây nè. Ờ, có máy kìa, trời giặt. Rồi lột ra đi. Ờ, giặt đi, khỏi giặt người ta. Lột đi, ba giặt. Giặt rồi sạch rồi mình mặc tiếp. Đâu sao đó. Miễn sạch thôi là được. Đâu cần phải thay hoài. Đấy. Đang khó lắm. Đang để giặt áo không giặt cho mình chơi. Nè, dì ba có máy nè, đi không? Ừ. Giặt đi kinh anh. Đi không, lại coi nè. Giặt xong rồi chưa xô kinh anh. Hả? Cái gì? Chị. Giờ khán giả nói Kim Ngân phải thay cái áo đi. Ừ, ta có thay áo để làm răng đó. Kim Ngân còn thay áo để làm răng. Thôi, làm răng từ từ đi. Ừ, thay áo đi. Đợi, đợi, khuyết văn, phục. Đợi khuyết phục thay cái áo văn, trước chị, đi. Chị không có chịu, làm răng mặt buồn hiu luôn. Để khuyết phục thay cái áo trước cái đã. Rồi mình bỏ từ từ. Cái áo trước đi Kim Ngân. Giờ làm sao mới chịu thay áo? Giờ dì ba đặt đầu dưới đất được không? À, chịu không? Chịu không? Dì ba đặt đầu dưới đất chịu đi thay áo không? Muốn gì ba chảy máu không? Muốn không? Muốn ba chết không? Muốn không? Vậy giờ đi thay áo đi. Để người ta nói kìa. Đúng rồi, người ta nói là người ta nói mình không khuyên Kim Ngân thay áo. Phải làm văn. Đâu có dễ kêu đâu. Ờ. Bỏ kêu đó. Kêu. Bây giờ dễ lắm cho Kim Ngân uống thuốc uống thuốc ngủ á. Kim Ngân ngủ cái lộp áo Kim Ngân ra đi giặt xong Kim Ngân tỉnh dậy cái có đó, áo mới mặc được không? Ê làm văn con cho uống viên đuối ngồi hàng cho làm văn được. Văn ba hàng áo. Làm răng á, làm răng thuốc ngủ á. Được không? Thuốc ngủ cái Kim Ngân nằm ngủ vậy đó. Thôi ngủ. Cái gì ba lộp áo Kim Ngân ra giặt xong Kim Ngân ngủ dậy cái Kim Ngân mặc áo vô. Kim Ngân không biết. Thuốc ngủ là cái áo được chứ làm răng. Cái Kim Ngân nói ô sao áo thơm thế. Đúng vậy. Sao áo của ai mà thơm thế. Mai anh Kim cho viên thuốc ngủ nha Kim. Phải không? Áo giặt. Phải không? Mày ba cho uống một ly nước uống ngủ một cái rồi là lột áo ra đi giặt được không với ai biết được kìa đặt đầu kìa đi pha ờ ok ngủ giặt ngủ chịu lột ra ừ ngủ lột ủa vậy tối về là lột ra ngủ rồi vậy tối nay thì ba chở về lột vô áo. Nhà rồi lột áo ra đưa ba giặt rồi mai cái ra thì ba đưa lại áo mặc được không ừ tối nhà chở luôn được không chịu không khiếu mấy giờ này ta 3 giờ rồi trời cái áo này đẹp chị có nó có túi chị thích nó có túi kim ngân mua đâu đặt ở đâu rồi vậy ai mà đưa cho mình mấy cái áo khoác này đẹp nè mình cũng quý lắm mà không cái này ấm lắm chị ừ. Này ấm mà có túi chị thích mấy cái đồ có túi gì tự nhiên Kim Ngân không nói chuyện được luôn Kim Ngân đừng làm xạo quá nha giả bộ nha giả bộ đi họ nói đi thay áo với giả bộ cầm ừ. Luôn chỉ luôn biết không có chỉ gì không chỉ luôn
đeo à? Sao không chỉ ký? Tao ba đeo này, ba đeo này. Tao có thấy có đó không? Hơi mờ. Hơi mờ không? Thì là bị cẩn. Ừ. À. Bị cẩn. Ừ. Bị cẩn thận hả? Ừ. Hơi. Hơi mờ. Hơi hơi. Đúng là nó hơi phải. Nó hơi bị giấy. Gì đó. Là cái gì? Cái đen nó dễ bị dính á. Ừ. Nó bị dính cái trắng trắng. Đúng rồi, hay quá. Suy luận này đó, cứ chơi. Thầy của con luôn. Đúng rồi. Cất chơi. Trời, cái này sao nó quay tùm lum hết trơn. Cột lại, gà nó áo cột xong rồi đó. Không cần gà, kể lại vậy là ừ. Cái màu đen. Ừ. Mới thấy này là bụi dưới chật. Bụi dưới chật. Có gì bụi dưới chật. Có gì ban nhạc magic á. Có ban nhạc magic nè. Magic band đó. Magic band của bác sĩ đó. Sao? Sao? Cái tay bà hết rồi. Tay chắc bắt trơn rồi. Giờ hát không? Giờ hát không? Giờ hát thì hát, giờ vô hát đi, định đi. Vô mở hát nha.